mới chạy 1.000 km, ô tô điện VinFast VF8 đầu tiên lên sàn xe cũ, gây bất ngờ với giá bán. VinFast VF8 là mẫu xe điện thuộc phân khúc SUV hạng D tại Việt Nam. Chiếc xe này mới bàn giao số lượng nhỏ đến khách hàng trong nước hồi tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, sau hơn một tháng lăn bánh, đã có chiếc VinFast VF8 đầu tiên lên sàn xe cũ, nhận được sự quan tâm lớn của người dùng. Ô tô điện VinFast đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng người dùng trong nước. Không chỉ bởi đây là thương hiệu ô tô quốc dân mà còn bởi xe điện mới, thiết kế ấn tượng nên chiếm được cảm tình của người Việt. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất, giao xe VinFast đều được khách hàng chú ý, đặc biệt, những chiếc xe siêu lướt như VinFast VF8 trong clips. Theo đó, trên mạng xã hội mới đây đã có bài đăng giao bán xe VinFast VF8 khi mới lăn bánh 1.000 km. Bài viết nhanh chóng thu hút được lượng tương tác lớn, rất nhiều người tham khảo giá bán và ngỏ ý muốn mua chiếc SUV điện này. Phóng viên đã liên hệ với chủ xe VinFast VF8 đang giao bán và nhận được mức giá 1 tỷ 120 triệu đồng. Được biết, đây là phiên bản cao cấp VinFast VF8 Plus. Với những khách hàng nhận xe đợt đầu, khi đã đặt hàng từ đầu năm sẽ áp dụng mức giá cũ. Theo đó, với VinFast VF8 Plus giá niêm yết sẽ là 1 tỷ 237 triệu đồng. Đối với xe điện, giá lăn bánh sẽ chỉ phải bỏ ra thêm cao nhất 30 triệu đồng, chứ không mất lệ phí trước bạ. Tổng chi phí lăn bánh xe VinFast VF8 sẽ vào khoảng 1 tỷ 267 triệu đồng. Như vậy, sau 1.000 km lăn bánh, người dùng chấp nhận lỗ khoảng 147 triệu đồng để trải nghiệm. Đây rõ ràng là mức giá hấp dẫn, với những khách hàng chấp nhận sử dụng xe cũ và VinFast VF8 là lựa chọn tốt trong tầm giá và phân khúc ở Việt Nam hiện nay.